Video đó là Di Nguyễn dặn tụi mày quay, tụi bay đứng một chỗ thôi. Tại vì tụi bay mà đi một cái một á, lỡ video nó giật một cái cho nó tụi bay hát. Ôi Di Nguyễn đẩy con, nó đẩy con cái rồi ghép thành 10 lần ra 10 cái. À, mất uy tín nó chết luôn em. Dạo này có người chê ốm mà nó nhen. Không có chê tôi nhen. Tôi giám đốc đó ba. Ở trong video mà thấy gì vậy thôi chứ ngoài đời chỉ đẹp trai gấp 10. Cái này là có lãi sành rồi, được. Ôi. Cái này là có lãi sành rồi, không tin cầm tiền tới BBT xuống tiền đi. Nạp cạc cho BBT thấy Di Nguyễn. Đố mấy bạn này cái gì? Đó, thẻ Visa VIP của Vietcombank cầm này ra đường không ngán nào hết. Tại sao? Tại chúng ta có thể quẹt thoải mái. Đó, chúng ta có thể tới THL tập gym, đóng luôn cái gói BT 144 buổi luôn. Các bạn mà cầm cái thẻ này mà tới THL Gym Center được đối xử như là khách VIP. Thẻ màu đen có hình rồng nha. Vô đây quẹt gói 3 năm với gói BT 144 buổi. Đó. Cái này lợi hại lắm, để qua bên đi. Hôm nay làm vlog vlog là gì, những màn chém gió của Di Nguyễn. Không phải cái gì mày, tôi quên rồi, gì mà mẹo cái ra chữ nè, cái gì mà màn hình đen á. Nói chung là vlog làm đạo mãn đàm cùng Di Nguyễn. Tại sao? Tại vì hôm nay Di Nguyễn mới đẩy ngực mấy em, đẩy ngực 110 kg. Oh my god, đã lắm, ngạo nghễ lắm. Mời mấy em xem clip. Tại sao Di Nguyễn tự hào là một gymmer, gym dành cho cuộc sống? Thì chúng Di Nguyễn sẽ phân tích. Nhưng mà bây giờ mời các bạn lùi lại thời gian năm 2014 huyền thoại, ở tại cái phòng gym bên quận 6 nghèo nàn, nhưng mà là khởi đầu của Di Nguyễn. Nó giống như thầm tân giả trong Tam Quốc vậy đó. Và bây giờ là Di Nguyễn có được Kinh Châu, có được Xuyên Thục, có được Hán Trung. Ghê chưa? Hay tầm mất máu chưa? Đó. Nhìn lại clip đó, mời các bạn theo dõi. Vậy thì ngày xưa với ngày nay khác nhau cái gì? Khối lượng tạ ngày xưa 60 kg, khối lượng tạ ngày hôm nay 55 kg. Một tay. Nhưng mà cái thần thái sao các bạn? Điều đó minh chứng cho cái gì? Đúng không? Ngày xưa làm sao được có được cái thần thái đó, mà ngày hôm nay có được cái thần thái này, chứng tỏ là con đường đi của Di Nguyễn nó đúng rồi đó. Gym phục vụ cuộc sống, đúng chưa? Cho dù tôi là ai đi chăng nữa thì vẫn có một cái ngạo khí. Vô phòng gym ta phải chiến đấu như chiến binh. Dạo này có người chê ốm mà nó nhen. Nó chê tôi nhen. Tôi giám đốc đó ba. Thấy con giám đốc nào nhiệt tình vậy không? Lại đi. Không có khịa tôi hoài nhen. Thôi, nói chuyện sóc sóc chọc chọc chơi chút đỉnh thôi chứ Di hiền lắm mấy bạn. À, bây giờ á, là tại sao Di Nguyễn tự hào mình một tay thôi, mình lên tạ xuống tạ nó nhẹ nhàng, nó khoan thai, bạn thấy đồng ý không?
Cái đó là cái Duy Nguyễn tự hào nhất. Chứ không chứ Duy Nguyễn không có tự hào rằng à mình tập nặng rồi mình xanh lè xanh lét mặt mày thở hổng hà hổng hển này nọ kia đó. Nhưng mà cái chính á là low carb không low sup. Cái này nó quan trọng đó. Điểm tự hào số 1, nhịn đói tập gym đẩy nặng thần thái. Các bạn thấy đúng không? Trong cái video đó thể hiện được những yếu tố đó, đúng không? Video đó là Duy Nguyễn dặn tụi mày đứng một chỗ thôi. Tại vì tụi mày mà đi một cái một á, lỡ video nó giật một cái nó nói tụi mày hát. Trời đất ơi, mấy thằng gato quá mấy em. Nó tìm đủ mọi cách nó dìm hàng anh hết. Nó dìm riết anh muốn sặc nước luôn vậy đó. Nó nói là video giờ đổi góc một cái một nó là hát. Ôi Duy Nguyễn đẩy con, nó đẩy con cái nó ghép thành 10 lần ra 10 cái. À, mất uy tín nó chết luôn em. Mất uy tín lắm. Duy Nguyễn muốn chứng minh cái gì? Đúng không? Low carb mà vẫn có được cái thần thái, low carb mà vẫn có được cái sức mạnh, mà low carb mà vẫn có được sự đẳng cấp. Xin thưa, từ sáng tới giờ chưa hồng cơm được cho bụng, bây giờ 5 giờ chiều hơn rồi đó. What? Thì ghê không? Đó. Muốn truyền tải thông điệp gì đây? Khi mà tập gym chúng ta cái ý chí nó quan trọng. Bạn có dám chơi nặng hay không? Hả? Bạn có dám chơi hay không? Mà khi mà dám chơi chúng ta sẽ đối phó với những con rep đẩy ra như thế nào? Đó. Và con người của Duy Nguyễn vẫn hài hước như xưa. Vẫn hài hước các bạn. Video nào lên cũng cười chết được á. Quỷ hè. Dạ. Đau quá. Đau quá. Dạ mát. Nè. Thì ghê chưa? Còn cái video cách đây 5 năm nghe anh hài khúc nào ta? Thôi được, tao được đỡ. Nè, cười chết luôn. Chính cái sự thần thái, cái sự vui vẻ đó đó, nó làm cho người của Duy Nguyễn nó chịu được áp lực trong phòng gym, trong cuộc sống, trong cuộc đời. Có thiệt mấy thằng trong gym bích chắc này nó bị thằng nhiều thằng ghét nhất luôn á. Nhiều khi mình cũng muốn làm hài lòng mấy bạn đó mà không hiểu sao bạn ghét mình nữa. Tới giờ chưa giải mã được nha. Mình đẩy cục 110kg nó cũng ghét nữa. Chán vậy đó. Cái đó là cái số 1. Số 1 là không ăn sáng. Mà tới mấy giờ? Tới khoảng chừng cái đẩy clip đó là khoảng 3:30 nha. Khoảng 3:30 chiều. Thấy ghê không? Mà trong cái khoảng thời gian buổi trưa đăng đẳng là cái như bị mấy con chậu tre nó bào mớ mana rồi nha. Trời đất ơi, nó bào đam tụi nó nhiệt tình luôn em. Xong rồi tập gym, nóc rì hoặc cao, intra hoặc cao. Và chúng ta vô phòng gym chúng ta đẩy. Và nếu mà các bạn chú ý là cái cách đẩy của Duy bây giờ nó hơi khác hồi xưa. Giờ là cần mày lên tạ thôi, không cần mày đỡ tạ. Tại vì già rồi mấy em, khỏi cần đỡ luôn. Dạo này Duy tập không ai đỡ hết trơn á. Hồi xưa gọi là nút mà nó còn nghèo á, nó còn tình còn nghẽ mấy em. Bây giờ tụi nó chạy theo đồng tiền không à. Mấy em BT kêu ở nói mày đỡ tạ cho tao một cái. Nó thôi sếp ơi, bây giờ em đi kiếm tiền chứ giờ để tạ cho sếp không có tiền. Không lẽ giờ mày đỡ tao trả tiền cho mày ta. Nó lo nó kiếm khách BT, nó kiếm khách ngoài không. Lâu lâu được gặp thằng nhờ nó lên được cục tạ mừng thấy mẹ. Hơn là bữa nay có thằng nó lên. Mỗi bữa tự tao lên không trời ơi. Bởi vì cái gym bây giờ nó khác cái gym hồi xưa các bạn. Khác lắm. Gym bây giờ nó chạy theo đồng tiền nhiều. Gym hồi xưa cái BT nó chưa phát triển á. Nó nên tập nó còn đỡ nhiều chứ. 20 năm nữa chắc khỏi nào đỡ nào luôn. Và cái số 2 mà cái mà Duy tự hào nữa nè. Thường á, người ta những quay những cái clip tập nặng á mấy bạn. Người ta quay những clip tập nặng á là người ta tập đầu. Người ta khởi động cho warm up nóng cơ hiệp 1 đẩy nhấp cục 20-25. Xong rồi qua hiệp 2 bắn cái đồng luôn. Nó còn đằng này là cái buổi tập thật của tôi. Cái buổi tập thật đẩy cái đó là phải rep thứ 8-9. Ủa set thứ 8-9 gì đó. Đầu tiên là Duy khởi động. Xong rồi Duy ép ngực. Duy ép ngực xong rồi tới Duy đẩy ngực trên. Đẩy ngực trên phải 5 set đó. Phút tích ngực trên lắm bởi vì nhìn ngực trên nè. Cái gì xấu chứ thiên mày cặp ngực không bao giờ xấu hết. Đó. Xong rồi đẩy ngược dưới. Rep đó là rep thứ 3 đó. Duy đẩy từ mức là 45 50 lên 55. Xong rồi tính quốc cục 60 rồi đó chứ.
Nhưng mà suy nghĩ nghĩ lại, thôi kệ đó, để dịp sau. Để dịp sau để mình ra nhiều clip mấy bạn. Bây giờ mấy bạn phải hiểu rằng cái YouTuber bây giờ nó bảo hòa. Bây giờ đề tài nó phải mấy cái gì đó nó phải gọi là đổ máu chút xíu nó mới có người coi mấy bạn. Nó nhiều khi mà đầu tư vô cái YouTuber này hết ý tưởng rồi. Mình phải đi dành ý tưởng, mình nuôi dưỡng ý tưởng. Nó khổ vậy chứ. Nó nên bạn hiểu không? Rất là gọi là cảm thấy con người của mình nó chưa chết lặng trong ghim mà. Đáng lẽ như tuổi người ta là bây giờ người ta đi ra đường người ta ôm gái rồi. Đúng không? Người ta đường ta tranh đoạt thiên hạ rồi. Chứ còn mình nghĩ là mình 34 tuổi vẫn hình học trong phòng gym mỗi ngày. Vẫn đẩy đỏ không nghĩ cái nào hết. Nhiều khi mình cảm thấy cái cuộc đời mình quá yêu gym nhiều hay yêu gái nhiều ta. Thật sự đó. Mà chưa khi gái kêu trả bài mấy bạn. Cái mình nói thôi giờ hôm nay tập gym mệt quá nghỉ đi mai tính. Để mai tính không à. Bao nhiêu cái mai tính nữa. Cái điều tiếp theo á là bạn thấy không, con người Di rất ghét là xuống kim nha, ghét xuống kim cực kỳ luôn đó. Bởi vậy thằng nào lên mạng hỏi anh Di có chết không là thằng đó bảo đảm xác định này, thằng đó không bị chửi sắp mặt nữa mới lạ đó. Đó nên là Di Nguyễn là một natural gymer à, mà một natural gymer á ăn cơm mẹ nấu uống súp BBT là cái sức mạnh nó duy trì dài vậy đó bạn. Mấy người tướng chút ép con nhìn như con ma. Đẩy hai cục tạ bự hơn hai cái đầu nữa. Đó. Đẩy hai cục tạ bự hơn hai cái đầu nữa. Thấy không? Nhìn khi mình nhìn lại mình thấy mình tự hào. Bởi vậy nói chuyện khuyên các em. Khi mà chúng ta, một khi chúng ta xuống kim là chúng ta phải suy nghĩ. Chứ phải cứ ẩu ẩu xuống kim như con gà công nghiệp. Yếu xìu. Tập gym mà thì nơi phòng gym là nơi khẳng định giới tính. Mà các em vô tập gym tướng bự nhưng cú. Tờ để cục tạ nhói á. Rên la, hử, chả giống ai hết. Thí dụ tụi em tập nặng, tụi em làm phiền thiên hạ thì là ok. Còn tụi em mà đặt diễn sâu, nó vô phòng gym có mấy bạn rồi diễn sâu quá. Đúng không? Mà tập lại yếu quá, thì chúng ta phải tìm cách để chúng ta tập nặng lên. Tập nặng đi. Là Duy Nguyễn là thuộc trường phái cổ suý tập nặng. Mà tập nặng mà chọi tạ là đam nha. Bạn thấy không, Duy Nguyễn xuống tạ để nó văn minh chưa? Nó văn minh chưa? Còn có mấy ai kia đó tập tạ chỗ đùng đùng quá phiền thiên hạ quá. Đó là một cái là natural tập gym á, chúng ta phải natural gym phục vụ cuộc sống là natural. Xuống kim một cái, một là hết gym phục vụ cuộc sống rồi, đó là gym phục vụ cái gì đó thì không biết. Cái tiếp theo đúng không, thật sự á đẩy nặng vậy là để chi mấy em? Để quảng cáo cái phòng gym. Để quảng cáo cái phòng gym có tiền. Đó, quảng cáo phòng gym có tiền mua cục tạ 60kg để đẩy ngực. Các bạn cứ ngẫm đi, phòng gym của bạn có tạ nhiêu, comment vô. Duy hỏi tất cả các bạn trẻ, bạn lớn tuổi luôn nữa, xem like, xem video này của Duy. Phòng gym các bạn cục dumbbell là bao nhiêu? Và ở phòng các bạn, các anh chị em, cô dì, chú bác đẩy tạ nặng nhất mức cực trên là bao nhiêu? Tạ dumbbell. Đó. Nên ý của Duy Nguyễn ở đây là một cái thông điệp là Duy Nguyễn là gym chúa là chịu chơi. Wow. Đúng không? Không tin gym chúa được phải không? Nói có sạch mắt có chứng trời chút. Thấy gym chúa không? Đó. Cái này là fan hâm mộ làm trong ngân hàng AB Bank. Tặng anh gì cái giỏ Di Nguyễn Jim Chúa. À nha. Quảng cáo ngân hàng luôn. Nên nói với các bạn á là dù nắng hay mưa, dù ngày hay đêm, dù ngày chẳng hay ngày lẻ, dù FA hay có bồ, chúng ta vẫn phải duy trì cái thói quen tập gym. Bạn tập gym có đều hay không? Hả? Khi mà bạn tập gym đều, nó luyện cho con người ta cái tính kỷ luật. Nói chung nó đi về đời nhiều lắm các bạn. Nó là một cái phong cách rất riêng của Di Nguyễn. Chứ không phải thằng giám đốc cầm cái thẻ VIP trên tay như vậy. Còn phải ôm cái cục tạ, đúng không? Sân si với đời. Nếu mà các bạn hiểu Di Nguyễn là một người sân si với đời là các bạn hiểu không đúng về Di Nguyễn. Đúng không? Ở đây em.
ra đại đi, mệt quá, mắc cỡ cái gì không biết nữa. Ờ, rồi ok, cứ xuống dưới lấy giấy đi, anh ký sau, nha. Để tập gym đi cô. Ủa, vô đó, vô qua ba đùa 12 đóng tiền tập gym 3 năm nha. Cầm cái thẻ VIP trên tay rồi đâu cần phải sân si với đời. Đó, nhưng mà cái con người của Di là thích tạo nên niềm vui, tiếng cười. Và thích cà khịa. Mẹ rớt rồi. Thích cà khịa. Cái tật của Di với kỳ đó mà. Thằng nào càng ghét thì sẽ làm cho nó càng nhây. Vui thôi. Vui thôi. Bởi vì bạn thấy nhìn không? Ở trong video bạn thấy gì vậy thôi chứ ngoài đời chỉ đẹp trai gấp 10. Cái này là có lại sành rồi, được có được ói. Cái này là có lại sành rồi, không tin cầm tiền tới BBT xuống tiền đi. Nạp cạc cho BBT thấy gì Nguyễn. Đúng không? Một người 34 tuổi đó ba. Bạn ơi, bạn các bạn ngồi ở đây, các bạn nghĩ rằng năm 34 tuổi các bạn còn trẻ, có còn hồn nhiên và có còn nhiệt huyết, có còn ngọn lửa như Duy Nguyễn hay không? Những cái đó đâu ra? Cái sự thành công của Duy Nguyễn ngày hôm nay khẳng định Duy Nguyễn đúng. Duy Nguyễn có tầm nhìn chiến lược đó. Và sức khỏe, sự trẻ, tinh thần minh mẫn, sự thành công. Thành công trong mạng xã hội thôi. Thành công trong mạng xã hội đó. Nó khẳng định rằng gym phục vụ cuộc sống mãi là một khúc trường ca đầy ngạo nghễ, nguồn cảm hứng của bao thế hệ gymer. Đó là sự thật. Và thể hình phục vụ cuộc sống sẽ không ngừng bay cao, bay xa. Tại vì sao? Tại vì người viết ra cái triết lý đó, người ta còn được cái ngọn lửa đó, người ta còn được cái ngọn lửa. Và Duy Nguyễn cũng rất quý mấy bạn fan đó. Rất quý bạn fan, fan hâm mộ từ mọi miền đất nước, trong nước hải ngoại, thường xuyên ủng hộ, thường xuyên khích lệ đó. Và nạp cạc cho BBT. Cái điều quan trọng nhất là nạp cạc cho BBT nha các bạn. Nên ngày hôm nay thật sự cá nhân Duy Nguyễn rất vui. Nên trong video này sẽ có event. Sẽ có event nha. Các bạn cứ comment đi. Duy Nguyễn đọc, Duy Nguyễn thấy cái comment nào hay, Duy Nguyễn tự nhiên có event rồi. Tại vì Duy Nguyễn không nghĩ rằng là mình nhịn đói như vậy, mình nhịn đói một khoảng thời gian dài như vậy, mình áp lực công việc như vậy mà vẫn có thể chơi được cái bức tạ 60kg một tay. Trời đất ơi, tôi đẩy 55kg mà tôi giỡn cái đó 60kg cái một, dám cá không? Nope. Chẳng qua để mồi thôi nha. Cái đó là điều gì vui nhất. Các bạn có thể là đồng ý với cách nói của Như Nguyễn, đồng ý với sức mạnh của Như Nguyễn hay là gì đó, hay không đồng ý, cái chuyện đó không quan trọng. Nhưng mà cá nhân của Duy vui lắm bạn. Vui lắm. Nếu không vui thì không có làm vlog đâu. Làm vlog chả là cái gì, đúng không? Ở ngoài cuộc đời Duy Nguyễn là người hòa đồng. Các bạn sẵn sàng thấy đó. Nãy giỡn kia đá đít bóp, tập gym với cu. Đối tác đâu bà, chứ không phải lính tôi đâu. Đó, xuống dưới cầm con trắc lên kìa. Không phải giỡn đâu. Cầm thẻ chi cho ba, chuyển tiền cho hai chú nãy đó. Biết hôm nay nhiêu tiền không? Đó, đối tác mà giỡn vậy đó bạn. Người quá friendly. Chính các bạn không hiểu Duy Nguyễn, đúng không? Nếu mà Duy Nguyễn cao ngạo thì Duy Nguyễn không làm video cho các bạn coi. Đó. Nên các bạn muốn đánh giá Duy Nguyễn khách quan nhất, thực tế nhất, đừng có nghe thằng nào con nào trên mạng hết mà cầm tiền tới BBT nạp cạc người cũ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.